tha thứ và biết ơn luôn là cách để ta học cách quý trọng cuộc sống, rời xa muộn phiền và cảm thấy được yêu thương nhiều hơn. Chuyện kể rằng có hai người bạn cùng đi lạc giữa sa mạc hoang vắng. Sự nóng bức và thiếu nước khiến họ cau có và thường xuyên xảy ra tranh cãi. Một người trong lúc tức giận đã tát người kia một cái. Người kia dù đau nhưng anh ta chỉ lặng lẽ viết lên cát: "Hôm nay người bạn thân nhất của tôi đã đánh tôi." Đi thêm một lúc nữa thì họ tìm thấy một ốc đảo. Hai người vui mừng và quyết định nghỉ lại tại đây. Người lúc nãy đánh bạn mình vô ý đã rơi xuống chỗ cát lúng. Anh ta càng giãy giụa thì càng bị chìm nhanh. Người bạn kia không ngại mạo hiểm kéo anh ta lên. Sau khi kéo được người bạn của mình lên, anh chàng kia liền lấy dao khắc vào đá: "Thật tốt vì tôi đã cứu được bạn mình." Người được cứu thắc mắc: "Tại sao khi tôi đánh anh lại viết trên cát, còn bây giờ anh lại viết trên đá?" Người bạn cười và thông thả giải thích: "Mỗi khi chúng ta bị ai đó làm tổn thương, hãy viết nó lên cát. Vì theo thời gian, cát sẽ bị gió thổi bay và không còn dấu vết. Ngược lại, khi ta nhận được bất cứ sự giúp đỡ nào, thì hãy ghi khắc nó vào trong lòng thật sâu. Như vết khắc trên đá sẽ không dễ phai tàn theo thời gian." Cuộc sống mà chúng ta đang sống không tồn tại bất kỳ con người nào hoàn mỹ. Đôi khi, những người xung quanh sẽ khiến chúng ta tổn thương. Nhưng đừng căm hận, hãy học cách tha thứ để cuộc sống được nhẹ nhàng hơn. Đồng thời, chúng ta hãy học cách biết ơn nếu nhận được sự giúp đỡ. Tha thứ và biết ơn luôn là thứ cần để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.